Rồi, xin thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mài vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của bạn Nam ha có quay một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống như dảo nhung, dảo thủ đức, dảo thơm, cúc phượng hoàng nè, dảo phú tân nè, cúc tân châu nè, cúc vạn phúc nè, cúc thọ hương của chú anh chị ha, rồi cúc hoàng hậu nè. Nói chung là rất là nhiều loại giống mai của chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho bạn Nam ạ. Rồi thì vườn của bạn Nam hôm nay ha, giao lưu mức giá cũng hữu nghị lắm cô chú anh chị, mình thấy được giá nào á, giá hợp lý mình ủng hộ cho bạn Nam nha. Thì đầu clip cô chú anh chị mình cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh quay những video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Tiếp tục đến kênh thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình gom mai giống về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng là mình chơi tết 2023 nha cô chú anh chị. Rồi thì rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ ha. Rồi vào được một cây đầu clip ha, là mã số 25k nha cô chú anh chị. 25k ha, là một cây dảo nhung nha. Dảo nhung thì tính là cánh mới rất là mịn ha cô chú anh chị, bông cũng khá lớn ha. Rồi cái củ đế nè cô chú anh chị ha. Rồi nóc nụ đồ ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ cho hoành thân nha. Hoành thân của cây là được 8. Rồi củ là được 15. Rồi chiều cao là được 58, tán ngang là 70. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình chắc cũng chỉ là 290.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mình đổi cây. Rồi mã số 25k. Rồi tiếp theo cây mã số 26k. Rồi tiếp theo là mã số 26k là một cây đại lộc luôn cô chú anh chị ơi, nút nụ thì vô hết rồi ha, hàng chuẩn tết nha cô chú anh chị. Đây nút nụ nè cô chú anh chị mình xem thử ha, nụ ngon lành cô chú anh chị mình. Dạ rồi hoành thân của cây là được 7. Rồi củ là được 14. Dạ chiều cao là được 60, tán ngang là 42. Rồi cây mã số 26N. Ok chứ 26k giao lưu với cô chú anh chị mình giá 220.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 27k của chú anh chị mình. Rồi 27k cũng là một cây phú tân luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đây nguyên cái cũ cũng giữ dặn nha cô chú anh chị nha. Rồi đó không xấu đâu mày ơi. Rồi hoành thân của cây là được 5,5, củ là được 12. Rồi chiều cao 54, tán ngang 54. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 200.000 bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi mã 28k. Rồi 28k là cũng là một cây dảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha, cái củ nó cô chú anh chị mà. Rồi hoành thân là được 7, củ là được 13. Rồi chiều cao 48, tán ngang 42. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 270.000. Rồi mình đổi cây luôn. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 20. Tiếp theo mã số 29k. Rồi rồi 29k là một cây cúc hoàng hậu hả cô chú anh chị. Rồi nút nụ cũng có ha, đế rắn nha cô chú anh chị, nguyên con rắn quá đế rắn luôn. Rất đẹp luôn. Rồi, không xấu luôn đi bạn ơi. Này ngoài ra thì em còn bán mai con nha cô chú anh chị, mai con quấn kiểu rắn ha, bí hay là so ha. Rồi bên em đều có nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình hiểu muốn mua mai con nhiều chồng mà cũng liên hệ em ha. Rồi rồi hoành thân là được 6. Có bên bạn có đế nơm không bạn? Có đế nơm luôn. Rồi hoành củ rắn ha, là tổng rắn luôn, là được 28. Rồi chiều cao là được 86, tán ngang là 60. Rồi rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 280.000. Rồi đổi cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 30 hả? 30k. Rồi 30k cũng là một cây cúc họ hương đế bí nha cô chú anh chị. Bí rất là đẹp luôn. 2 4 6 7 múi nha. Nguyên củ bí tròn luôn cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nụ nè cô chú anh chị ha, có nụ ha. Hàng họ hương có nụ chơi tết nha, để bàn tuyệt vời. Rồi hoành thân là 5. Hoành củ tổng bí là được 22. Rồi. Chiều cao chưa? Chưa. Chiều cao 70. Rồi. Tán ngang 55. Rồi. Cây này giao lưu cô chú anh chị giá 200.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 31k. 31k. 31k là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cái củ cũng dữ vậy. Củ rất là đẹp luôn. Nút nụ thì khá là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Nè cô chú anh chị mình nhìn nút nụ nè. Đó.
Nụ nhìn mê luôn cô chú anh chị nha. Nụ dữ lắm nụ nha cô chú anh chị, rất là nhiều nha. Rồi, quanh thân là được 7. Rồi. Củ là được 17. Rồi. Chiều cao là được 54. Tán ngang là được 68. Rồi. Rồi, cây cúc họ Hương này em giao lưu với cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 290.000 bao phí ship luôn. Rồi mình đổi cây ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 32K. Rồi 32K cũng là một cây giả phú tân của chú anh chị. Cây này tàn rất là lớn luôn nè. Rồi. Rồi, hoành thân là được 5.5. Rồi. Chiều cao là được 62. Tàn ấm cô chú anh chị. Tán ngang là 68. Rồi. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị giá là 220.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 33K. Rồi tiếp theo là mã số 33K. Là cũng là một cây đại lộc luôn cô chú anh chị ơi. Cái này tàn khá ha, lùng lực. Nút nụ thì vô chuẩn đó hết rồi. Tàn cô chú anh chị. Nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Củ có củ cô chú anh chị. Rồi, không sót. Liền có 100% cô chú anh chị. Rồi, hoành thân là được 8. Rồi. Củ là được 13. Chiều cao là được 57. Rồi. Tán ngang 50. Rồi, cây đại lộc này giao lưu với cô chú anh chị giá cũng 220 ha. Em bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 34. Rồi. 34K là giống gì bạn? Rồi 34K nha quý anh chị, cũng là một cây dạo thơm ha. Rồi. Rồi hoành thân là được 8. Rồi. Củ là được 20. Củ, chú anh chị, chiều cao 50. Tán ngang 52. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mà giá cũng là 280.000. Rồi mã số 34K. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 35K là một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Rồi cây tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Nụ dữ lắm nụ nha cô chú anh chị. Màn hình nụ là mê luôn cô chú anh chị á. Nút nụ chuẩn Tết rất là nhiều luôn. Rồi. Chị cây này ha, về Tết là nổi đặt cây luôn cô chú anh chị. Rồi, thăm sóc. Rồi hoành thân là 6. Chiều cao 60. Tán ngang 55. Rồi. Rồi cây giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 280.000. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 26. 26K cũng là một cây đại lộc luôn. Nút nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi hoành thân là 7. Rồi. Hoành củ là được 19. Chiều cao là được 62. Tán ngang 50. Rồi. Rồi, cây đại lộc cũng giao lưu với cô chú anh chị giá là 210.000 em bao phí ship. Rồi, thì cây mã số 26K thì cũng là một cây cuối clip cho cô chú anh chị. Rồi. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha và ủng hộ em trong cái clip trước nha. Thì số điện thoại Zalo của em là 0866459094. À, cũng là số Zalo của em luôn nha. Thì cũng rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh cũng như bạn Nam. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem ha. Được cái nào ủng hộ cho bạn Nam nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.